Thiếu máu não xảy ra khi quá trình tuần hoàn máu lên não bị cản trở, sụt giảm. Tình trạng này khiến não không được cung cấp oxy và dưỡng chất để đảm bảo hoạt động, gây ra các hậu quả như rối loạn giấc ngủ, giảm trí nhớ, khả năng suy nghĩ bị hạn chế và thậm chí có cả biến chứng như đột quỵ, nhồi máu não rất nguy hiểm. Chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mẹ bầu và quá trình phát triển của thai nhi. Nếu bị thiếu máu não, bạn có thể cập nhật ngay 7 siêu thực phẩm có ích cho bộ phận này. 1. Đậu đen. Ngoài là nguồn cung cấp protein rẻ tuyệt vời, đậu đen và hầu hết các loại đậu khác còn chứa một lượng magie và folate lành mạnh. Magie có thể cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ, đậu cũng tốt cho tim làm tăng lưu lượng máu tới não tốt hơn, đặc biệt đậu cũng tốt cho não của thai nhi. 2. Bơ hạnh nhân. Bơ hạnh nhân có thể giúp bạn tăng cơ hội đánh bại chứng suy giảm trí nhớ. Hạnh nhân chứa hàm lượng vitamin E cao gấp 3 lần so với bơ đậu phộng, được chứng minh là giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Chỉ cần trong bữa ăn nhẹ, bạn phết một thìa cà phê bơ hạnh nhân lên bánh mì hoặc trộn một thìa vào bột yến mạch là được. 3. Quả bơ. Mỡ trong máu hình thành mảng bám trong động mạch vành, nó cũng làm tắc nghẽn các động mạch vành đưa máu lên não, một yếu tố góp phần vào chứng thiếu máu não trong thai kỳ. Cách tốt nhất để chống lại các chất béo xấu này là dùng chất béo từ quả bơ. Quả bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh, làm sạch động mạch và còn giúp làm giảm cảm giác đói. Những người ăn nửa quả bơ tươi vào bữa trưa đã giảm 40% ham muốn ăn nhiều giờ sau đó. 4. Bông cải xanh. Bạn không thể quên bông cải xanh nếu được hỏi bà bầu thiếu máu não ăn gì. Các loại rau có màu xanh đậm là nguồn cung cấp hàng đầu của một loại chất dinh dưỡng được gọi là carotenoid, giúp cải thiện khả năng nhận thức và trí nhớ. 5. Cà chua. Một trong những chất dinh dưỡng mạnh nhất có trong quả này là lycopene, tập trung chủ yếu ở vỏ cà chua. Lycopene cũng bảo vệ bạn khỏi chứng viêm trầm cảm, do đó bà bầu ăn cà chua thường xuyên cũng có thể được cải thiện tâm trạng. Loại quả này xứng đáng có mặt trong danh sách trả lời cho câu hỏi thiếu máu não ăn gì dành cho bà bầu. 6. Quả việt quất. Các flavonoid có trong quả việt quất đã được chứng minh là cải thiện trí nhớ. Chất chống oxy hóa của chúng làm giảm viêm không chỉ tốt cho não mà còn rất tốt cho mắt. 7. Củ cải đường. Loại củ này chứa betanin, hỗ trợ sản xuất serotonin, chất ổn định tâm trạng trong não. Củ cải đường cũng có một lượng axit folic mạnh, giúp ổn định sức khỏe và tinh thần cảm xúc. Vừa rồi là 7 loại thực phẩm giúp các mẹ bầu có thể cải thiện tình trạng thiếu máu não hiệu quả. Ngoài những thực phẩm trên, các mẹ cũng có thể tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để có thể sử dụng thêm các loại thuốc, viên uống vitamin bổ sung chất sắt cho cơ thể. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm những lựa chọn hữu ích giúp cải thiện tình trạng thiếu máu não của mẹ bầu. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!